Tỉnh này vừa chính thức đi vào hoạt động trung tâm hành chính công, có ứng dụng các hệ thống mạng như... Con đang coi mà chú. Tra cứu được tình trạng hồ sơ của mình được xử lý như thế nào. Chú vui vui tính thế. Khi hồ sơ được xử lý xong, đây là... Con đang coi hoạt hình, con coi trước mà. TV này nhà chú mà. Thì đúng rồi. Sao con không về nhà con coi TV đi? TV nhà con mất cáp. Giờ nói nó có khi nào mày khiêng cái TV này về nhà mày luôn hả? Cũng có thể lắm chứ. Thôi ngồi coi đi nha. Cảm ơn chú nha. Đừng có gì nữa, đuối quá rồi. Mày nhanh chạy khỏi tao không? Làm gì với hoài vậy? Mệt chết à? Hừ. Hôm qua mày súng lắm mày Vũ. Hôm qua khác, bữa nay khác. Mày thích chơi không? Ba thằng tao đập hai bay một trận như biết. Gì? Muốn chơi hả? Chơi chơi mày. Vô mày. Vô mày. Chơi. Bỏ chạy đi. Nó chạy mất rồi đại ca ơi. Đập nó. Hai cho em đi ra. Mày nhóc. Thôi ra rồi. Mẫn, cứu mi dân Mẫn ơi. Nhưng nó không phải là chuyện của mày Mẫn. Nhưng mà nó là học sinh của trường tao. Bỏ nó ra. Bà ra ơi, kêu bỏ ra mày làm con mèo gì vậy? Nó đếm từ 1 tới 3 mày không bỏ đừng có trách tao á. 1. Trời ơi, nó đếm 3 giùm tao. 2. Trời ơi, không biết tao vậy à. 3. Hành quá. Tao đã nói với ba thằng bay rồi, đừng có trách tao mà. Giờ thì biến đi. Hay quá Đức Bửng ơi. Nè, con mau đứng lại đi. Tao chơi khô máu tụi bay luôn đó. Mẫn, Mẫn. Ê vậy, mày làm gì vậy Quý? Hello bạn thân. Làm trò gì vậy? Bạn thân. Ai thân mày? Mình với bạn là bạn thân đó. Thân nào ba? Làm trò vậy? Nè bạn, bạn thân ơi. Thật sự là mình chỉ muốn cảm ơn bạn thôi. Bạn ơi, bạn có biết không? Bạn đúng là số 1 luôn đó. Mình thần tượng hâm mộ bạn lắm. Cái đi giờ trở đi á, bạn cho mình chơi với bạn nha. Còn thằng Vũ hả? Mình nghỉ chơi nó rồi. Và bây giờ mình chỉ có duy nhất một mình bạn thôi. Bạn sẽ là bạn thân của mình nghe. Bạn thân ơi, sẵn tiện á, bây giờ bạn cho mình qua nhà bạn chơi nha. Tham quan nhà của bạn, sẵn tiện thăm ba má của bạn luôn. Chị, mình bị điên nữa qua chị. Bị điên cũng được nữa, qua nhà bạn. Bạn muốn mình khùng mình điên cũng được nữa. Vậy là mình vui lắm rồi bạn ơi. Cho mình qua nhà bạn chơi. Mà đừng. Đi cho mình qua nhà. Đi qua rồi ba má nói bê đê nữa mệt lắm. Không có đâu. Ê, Tuấn kiếm gì kìa. Đâu, Tuấn đâu. Ôi trời trời, bạn Đơn. Ê, chờ mình với, bạn Đơn. Ê. Trời đúng không ơi, không có thằng Mẫn ở nhà. Vô em ơi. Chiến chiến ngồi đi con. Thôi con. Ôi đây, tôi nghĩ là 5 phút là được ông ạ. Vậy nha. Chiến ơi. Dạ. Giờ em hát cho tụi anh nghe. Dạ được. Thương quê hương. Ê, phan hả? Gì vậy? Ông ơi. Hả? Hay là bây giờ ông quay clip lại đi. Cho tôi đút cái mặt vô nữa, mốt tôi khoe với bạn tôi. Cưng vô, cưng vô. Ê mà khoan. Sao vậy? Ông vô tôi thì sao? Tôi cũng muốn lên hình, tôi cũng muốn được khoe bạn bè mà. Ủa vậy? Hay bây giờ mình quay camera selfie đi. Rồi có hai mình luôn. Sao mình không nghĩ ra ta? Sao ông livestream ta? Livestream luôn hả? Tại sao ông livestream ta? Ừ hả? Livestream đi chứ, livestream đi. Từ từ. Từ nha. Thôi. 1, 2, 3, bắt đầu. Xin chào tất cả các bạn đang coi livestream. Ngày hôm nay thì các bạn sẽ được nghe một giọng ca khủng khiếp kinh điển, đó là bé Minh Chiến. Thương quê hương, thương ngoại rút rơi tầm ta, tôi nhà cũng thương.
ca hát gì qua đây, qua đây, qua đây với bà, qua đây, qua đây, qua đây. Cái gì vậy hả? Mấy đứa coi thường quản lý quá à. Muốn mà họ làm gì ca sĩ phải thông qua quản lý. Mà quản lý đứng đây mà mấy đứa coi quản lý không có mặt hả? Coi như là vô hình hả? Không được. Thôi quản lý cho phép con quay hình cho cháu nó hát, đang livestream. Con muốn khoe với bạn bè á. À, nhiều người đang coi không? Nhiều người đang coi lắm, đang khen lắm đây. Đây, đây, đây. Đây, đây, đây. Đây, đây, đây. Dạ, dạ. 4, 2, 3. Đi xuống con, đi xuống con. Ôi, đi, đi, đi rồi. Bình tĩnh, mấy cái pha này để tôi. Bị lắc á. Bị lắc các bạn. Xin chào tất cả mọi người. Hiện tại thì bé Minh Chiến đã đi ra ngoài và sẽ có xuất hiện một người anh của Minh Chiến. Đó và là Minh Tờ... Minh... Minh Long! Minh Và bây giờ mình sẽ hát một bài hát tặng cho tất cả mọi người. Một bài hát về dân ca mang âm hưởng nó hơi đen. Là mọi người cùng nghe. Bà tôi đưa tôi ra đâu làng. Ôi bị chửi nhiều quá. Cả trời nắng to. Tiếp đi không? Có người coi mà. Nhưng mà bị nên thì gió mà. Không người coi luôn rồi. Đang chào bác. Con là ai? Bác ơi, bác cho con hỏi đây có phải là nhà của bạn Đức Mẫn không ạ? Đúng rồi, mà con là cái gì của ông Mẫn? Dạ, con xin giới thiệu cho bác. Con là bạn thân của Đức Mẫn, là bạn cùng lớp đó bác. À, bạn thân với ông Mẫn hả? Dạ. Mà giờ này ông Mẫn nó có nhà? Ủa, không có nhà hả bác? Ừ. Dạ không sao hết. Hôm ấy bác cho con vô nhà chờ Đức Mẫn nha bác. Được, vô đi con. Cảm ơn bác ạ. Ừ. Dạ, vô đi. Xin phép. Ừ. Mà hai bác cho con hỏi cái. Con cứ hỏi. Dạ, hai bác có phải là ba mẹ của Mẫn không vậy? Hai bác là ba mẹ của ba mẹ Mẫn. Trời ơi, hai đứa tôi là ông bà của ông Mẫn. Ôi, hai bác là ông bà của Mẫn hả? Nhìn trẻ quá. Con nhìn mà con cứ tưởng là anh chị của Mẫn không đó. Trời ơi, biết nói quá. Thiệt. Dễ thương quá bà ha. Dễ thương. À, đến nhà chơi mày quạt bác vui vẻ vậy là ông thích lắm đó. Dạ. Bà, xuống lấy nước trái cây rồi cho cháu dùng. Được rồi, được rồi. Trời ơi, thằng biết nó lấy lòng người khác kìa. Ở đây nghe bác lấy trái cây nha. Bác, con cảm ơn bác. Dạ, ông bà con mới về. Con. Ô, chào hai bạn. Ôi ôi, quý ơi, con biết gọt táo nữa hả con? Dạ, gọt táo là bình thường bà ơi. Bình thường á là con gọt con sầu riêng, gọt mít, chuyện nhỏ. Hay quá trời, nó khắc hình con này con kia. Khắc ra con ếch đẹp quá con. Dạ, con này con cua. Cua. Trời ơi, con trai mà nó khéo tài thấy thương luôn. Con làm đẹp hơn bà nữa đó. Ý, bà nói quá. Trai mà như con gái vậy ha. Khéo tài quá trời. Mẹ à, sao mà khéo tài dữ vậy con? Con trai nhà này không có đứa nào làm được 1/10 của con nữa. Nó làm cái gì vậy? Nó chỉnh âm thanh đó mẹ. Xiết xiết xiết. Đó. 1, 2, 3. Yeah. Hello cả nhà. Con tên là Phú Quý. À hả, học sinh lớp 12. Bạn tên Nguyễn Đức Mẫn. À hả. Con là công tư 1. Nhà có 4 anh em. À hả. Con thuộc nhóm máu ô. Cung hoàng đạo của con là cung nhân mã. À hả. Come on. Tiếp đi con, tiếp đi con. Gặm cái lâu rồi tiếp đi con. Ủa nó ho hả? Đang vô mà mẹ. Đang làm nhạc gì? Trống, làm trống, làm trống. Khi con lớn lên, ước mơ của con là gì? Là trở thành một một ca sĩ. Út, út. Hôm nay con có... Xin lỗi. Sung quá, làm miệng nó ra tùm lum. Tiếp. Hôm nay con rất là vui khi được gặp mọi người. Mọi người ơi, mọi người à, vui lên đi nào mọi người ơi. Nè, tới chơi được rồi, để bà làm con làm chi vậy? Ý dạ không có được đâu bà, bữa nay con ăn cơm nhà của bà. Con phải phụ bà chứ, mấy cái chuyện này là vặt vãnh mà. Nghe không, nghe nó trả lời. Con tới nhà bà rồi con làm vậy rồi, con có buồn không? Ý dạ không có sao hết á. Tại vì á, bà của Mẫn cũng như là bà của con vậy á. Với lại á, con cũng thích nấu ăn lắm á. Trời ơi. Cắt nửa đi con. Cắt tiếp đi con.
Dễ thương quá mẹ ha. Ừ, ngoan ngoãn dễ thương quá. Có này thôi chịu nè. Sống đi đi. Nhìn gì mà nhìn? Chưa tới giờ. Gì không? Minh hả? Ông đang làm gì sao cánh cửa vậy? À, làm gì đâu, tính đi ra mà tiện mình đi vô đó. Làm gì đâu? Đâu bị gì đâu. Không ngoại tình đúng không? Không có. Vụ gì? Quay, quay. Tôi tính mượn được quần của thằng Mân. Đi, đi hẹn hò nè, đẹp không? Trời ơi, Long ơi, không có được đâu, cái này không có được nha. Ủa sao sao mà không được? Sao mà phát hiện ra là nó cạo sạch lông của tôi luôn á. Ôi, tôi biết rồi nhưng mà ông suy nghĩ đi. Ngày hẹn hò đầu tiên của tôi mà tôi không mua quần mặc kỹ lắm. Ông nhìn coi mấy quần này tôi sao chết đi được. Quần nó vẫn mới mua đẹp quá mà. Không mua quần nó tôi không tự tin. Hẹn hò ông giúp tôi nha, làm ơn nó. Đừng nói cho thằng Mẫn nha. À, được rồi nha. Tôi sẽ tìm cách giúp ông nhưng mà ông hứa là đừng có làm dơ nữa nha. Ông hứa nha. Ông mà chết tôi với Long. Tôi biết rồi. Ừ. Nhớ là đừng nói cho ông Mẫn nghe chưa? Ừ. Thôi. Dạ. Ui, ta đang đi ra tiên mở cửa vào. Cửa đập vào đầu đau gần chết à? Té luôn rồi, thấy không? Thì xin lỗi, đâu có biết đứng đây đâu. Xin lỗi hả? Vô đầu một cái bây giờ. Ủa thì có lỗi xin lỗi chút làm dữ vậy? Làm đi. Tha cho một lần. Lần nữa chết. Hai cái thằng vô gõ cửa chứ, phải phòng mình riêng mình đâu. Trời ơi, tôi sáng chết luôn đó ông ơi. Tôi đau tim quá. Trời ơi, cái kiểu này tổn thọ quá. Tôi cảm giác hai mình giống như ngoại tình nhé. Trời ơi, đừng nói nữa, tào lao vừa tôi nuôi ra coi. Đi rồi, lẹ. Kiểu trễ bây giờ. Lẹ. Đi mặt đi. Mặc vô đi. Đây nè. Mặc vô đi, tôi kể cho. Ông. Gì trời. Ủa? Làm gì thế bà nội mà như ma đuổi tụi đứa nào mặt mày hốt quả vậy? Quần Mẫn mới mua nè. À, bà nội hiểu rồi. Định chơi cái quần thằng Mẫn phải không? Phải không? Thì tôi mới sợ chứ gì. Đúng rồi phải không? Bà ơi. Gì đây? Mặc dù con không phải là họ Nguyễn Đức, nhưng mà con lớn lên trong căn nhà này, ông bà người ta có câu công sinh không bằng công dưỡng. Vậy con coi như là cháu là con trong gia đình mình rồi phải không bà? Rồi sao? Bà giúp con bao che chở cho con vụ này nha bà. Cho con mượn quần thằng Mẫn nha bà. Bà ơi thì... Cái gì vậy? Mẫn nó đi rồi làm sao? Hôm nay Long nó có hẹn với một bạn gái đẹp lắm ở trường khác đó nội. Ừ. Sao? Con tính mượn cái quần này để ra mắt bạn ấy. Ở nhà hết quần sao qua đây mới lấy quần của người ta vậy? Dạ, quần con mặc chung với bố con. Chị mà khổ dữ vậy nè. Dạ, tội nghiệp Long nội. Bà giúp con bao che con vụ này cho con mượn quần ở Mẫn đi gặp nha bà. Trời ơi, thấy cái mặt thành khẩn của tụi con, bà cũng tội nghiệp. Dạ. Bao che lần này thôi nha. Nè. Bà nói thật không bà? Nhưng mà mượn quần của nó, quần mới của nó phải giữ kỹ lưỡng nha. Hư hao cái gì, nó biết được là con không yên với nó đâu nghe không? Dạ. Coi như bà không có nghe, không thấy gì không nghe, nghe không? Dạ. Rồi, nhớ chưa? Dạ. Thiệt tình nha. Nghe mắt bạn gái mượn quần của ta. Con cảm ơn bà. Hên quá hả? Anh nội mỏng cho mượn quần lại, chắc ông đội quần nữa rồi.
Nè Mẫn, hôm nay thằng Quý nó qua nhà mình chơi á, ông bà cưng nó lắm luôn á, làm cho thằng Long bị đì. Em nói nó mốt đừng qua đi chơi nữa nha. Quý hả? Ừ. Quý qua đây chị. Thì nó nói là nó qua thăm em, bộ em thân với nó lắm hả? Cái gì vậy trời? Ông đây làm cái gì vậy? Nội à, nội cho con tham gia lần này nha nội. Con đâu phải người trong gia đình thì đâu. Con có biệt tài mà, con chắc chắn lần này nội không thất vọng. Yeah! Sao đây, sao đây, sao đây? Con chịu được 3-4 tiếng nữa. Đây, trời đất ơi, người hùng. Chẳng những người hùng cơ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, số 6, mà đồ đẹp nhất. Cả nhà, vỗ tay cả nhà. Số 3 cũng đẹp, nhưng không bằng số 6 đâu. Số 3 mới về. Bây giờ ai trong những người ngoài gia đình sẽ lên đây để làm sướng cái tên người đoạt giải nè? Con. Bốn người, người nào cũng muốn hết trơn rồi. À, con nghĩ là Quý. Quý sẽ là người sướng tên. Cố lên con. Hồi nãy cô cũng tự sướng tên cô đó. Cố lên. Con hãy tự sướng tên con đi. Hello cả nhà, con tên là Phú Quý, học sinh lớp 12, là bạn thân của Đức Mẫn. Con là công tử bột, nhà có 4 anh em. Con thuộc nhóm máu ô của Hoàng Tạo là nhân mã. Con lớn lên muốn trở thành một ca sĩ. Và bây giờ con rất là sung sướng khi mà bữa nay đứng tại đây để tuyên bố cái giải thưởng này. Mệt hát lại đi. Vào cuộc luôn đi. Hãy vào cuộc đi con, đừng nói lon ton nha con. Nha con. Ba hay quá à. Và bây giờ là không mất thời gian nữa, con xin long trọng tuyên bố cái phần quan trọng nhất. Cô không nhìn nha. Và người đạt giải thưởng ngày hôm nay nãy là cô mở ai tên ai vậy? Trời đất ơi. Ừ, đấy, con không có nhìn mà. Nhanh làm rồi đó. Hết rồi. Đây là con, như con hết chữ Quý. Trời ơi. Kim Long là giải thưởng. Người đoạt giải thưởng là Kim Long. Yeah. Quốc trang hết đầu luôn. Rồi xuống đi con, xuống đi. Cảm ơn con nhiều lắm. Xuống đi Quý, để đi. Trời đất ơi, cái thằng này. Trời ơi, đâu phải gì cô hồn đâu mà gom đồ cúng này. Gì vậy con? Thằng này nó tự tin quá. Quý! Ôi! Trời ơi! Nó đang chạy rồi! Bảy thân ơi! Nó đang chạy rồi! Quý! Lên, phát biểu. Giải gì chưa? Cái này mới công bố giải trong này. Con đại diện cho những người không phải trong gia đình mà thường xuyên đến nhà ăn trực đó. Hello everybody. Là nói đầu tiên cho Phan Phú Quý xin gửi một lời chúc sức khỏe và một lời chào nồng độ nhất. Nồng nhiệt nhất. Và sau đây con xin long trọng tuyên bố kết quả của người ngoài gia đình. Nè, cái tên ngoài này con. À, dạ. Con xin long trọng tuyên bố người thắng giải kỳ này là... Rùng quá. Không phải con. Con bình tĩnh lại. Bình tĩnh thôi. Đừng có tăng động bình quá. Bình tĩnh thầy. Chưa luôn cô. Chưa.